Lào Cai ngày 30 tháng 8 sau trận mưa lớn, thì nhiều tuyến đường đã ngập, nước từ trên cao chảy xuống cuồn cuộn làm trôi xe máy của người dân, kèm theo đó là những nhà của bà con cũng như nhiều cửa hàng buôn bán thì trong tình trạng ngập sâu, xe thì chết máy la liệt ở ngoài đường. Đây là một ngã tư, nước ở dưới cống thì đang bựng lên, bà con không thể nào mà chịu nổi cái cảnh này. Mưa cũng còn đang rất là lớn, thành ra cái lượng nước rút không kịp, không thể nào kịp, thành ra phải chịu cảnh ngập sâu. Cơn mưa rất là dai. Ngoài Lào Cai thì mấy cái ngày gần đây thì ở Bình Dương cũng gặp cục bộ, Cà Mau. Thì trong những video trước thì em cũng có cập nhật rồi. Nước trên đồi đổ xuống như là suối vậy đó cô chú. Cái hệ lụy có thể gây ảnh hưởng là sạt lở, ta ly. Thì trong cái thời gian này thì bà con hãy cẩn thận. Trong những trận mưa lớn, lúc nào cũng trong tình trạng là sẵn sàng ứng phó. Theo đài khí tượng thủy văn thông báo thì mưa vẫn còn tiếp tục. Từ đây tới hết mùa mưa, rất là nhiều cơn mưa rất là to. Nên bà con lúc nào cũng phải ở trong tình trạng mà sẵn sàng để ứng phó với lũ lụt cũng như là lũ quét từ trên cao quét xuống. Đây là một hình ảnh của bà con đã ghi lại được sau trận mưa, nước từ trên cao quét xuống làm hư hại rất là nhiều tài sản của người dân. Cây cối, đất đá thì phải lả tả hết. Theo như báo của đài khí tượng thủy văn thì từ đây tới cuối năm còn rất là nhiều trận mưa lớn. Mỗi lần mưa thì là nước thì không biết từ đâu đổ về thì rất là nhiều, thành ra gây ngập cục bộ nhiều tỉnh, nhiều thành phố, kể cả miền Tây thì cũng không tránh khỏi cái hiện tượng mưa gió lớn như thế này. Ngoài mưa ngập thì trong cơn mưa thì nhiều nơi có lốc xoáy nữa. Đây là hình ảnh của một trường tiểu học, trường mầm non. Nhiều tuyến đường ở thành phố Lào Cai đang bị ngập sâu vào ngày 30 tháng 8. Hình ảnh những chú chiến sĩ giải cứu các bé bị kẹt ở trong trường. Hình ảnh rất là đẹp, rất là cao cả. Những chiến sĩ thầm lặng. Nước chảy rất là xiết ở trên tuyến đường làm ngập lụt ô tô. Ô tô giờ không thể nào di chuyển được, nằm đó mà chịu thôi. Chúng ta có thể thấy là nước chảy trên đường giống như là trên thác đổ xuống. Còn đây là nhà của một người dân do camera ghi lại. Và lúng chấm hết. Xe mà ngập ở nguyên chiếc như thế này thì mà không biết là như thế nào rồi đó. Rất là nhiều hình ảnh, rất là nhiều hình ảnh ngập lụt. Ngập như thế này thì những cái xe, những cái đồ dùng trong nhà kiểu như là thiệt hại rất là nhiều, hư hao, làm xáo trộn đời sống người dân. Chúng ta thấy là nước như là một cái biển,
đâu đâu cũng là nước. Trong thời gian năm nay thì theo em thấy thì nước ngập thì khắp mọi nơi. Đầu năm tới giờ thì do hạn hán rất là lâu, rồi bây giờ thì mưa rất là to. Một số đài khí tượng thủy văn thông báo là do tình trạng nắng nóng kéo dài, rồi tới mùa mưa thì thành ra tới mùa mưa thì thời tiết sẽ rất là cực đoan. Nhiều tỉnh không biết là do mưa lớn là một điều thiết yếu hay là do tình trạng hệ thống cống rãnh của chúng ta chưa được đảm bảo. Cái đó thì do nhiều nhà chức năng người ta nghiên cứu, mình ở đây thì cũng không có hiểu rõ gì vấn đề này. Trước mắt thì mình thấy là mỗi khi mưa là nhiều tỉnh, nhiều thành phố sẽ bị ngập. Mưa tại đâu thì ngập tại đó. Không riêng gì ở các tỉnh ở miền Tây cũng như thành phố và Bình Dương. Các thành phố ở vùng cao như Lào Cai, Cao Bằng. Mấy tháng gần đây thì rất là nhiều trường hợp ngập sâu. Đây thì bà con rất là bị ảnh hưởng về cuộc sống cũng như xáo trộn về cuộc sống hiện tại. Theo mình nghĩ thì bà con nên chuẩn bị với tâm lý sống chung với nước. Vì từ đây tới cuối năm thì rất là nhiều cái trận mưa to nữa. Bà con lúc nào cũng phải sẵn sàng để ứng phó sống chung với lũ, với nước, bão lụt. Thank you.
lũ lụt còn gây ra một vụ thương vong rất là buồn. Một vlog, một youtuber vlog đã không may rơi xuống dòng thác khi nước lũ đang tràn về. Được xác nhận là kênh vlog đó là bà Sởn Vlog đi xem lũ ở thác, thành ra bị chật chân xuống. Thì nhiều cơ quan chức năng thì đã xác nhận là đã không còn khỏi rồi. Đây là hình ảnh của bà con phải sơ tán đồ đạc đi. Nước thì ngập lên khỏi cái sàn nhà rồi. Rất là khổ bà con ơi. Khi đây là hình ảnh mà tali nó sạt đất xuống nè, vô làm vỡ cái bức tường của người dân.